Xin chào mọi người nhé. Video này mình giới thiệu cho các bạn con dao già Nagi 3 lưỡi 24cm sử dụng thép giấy xanh số 2 của Nhật nhé. Lưỡi 24cm, thép giấy xanh số 2 này. Thì con dao này nặng 165g nhá, cầm khá là đầm tay, cán gỗ bo tròn nhưng mà khâu thì cán gỗ hình giọt nước này, hay là cán chữ D đấy, còn khâu thì là khâu nhựa nhé. Thì lưỡi cắt là 24cm, tổng chiều dài là 38cm, bản rộng nó 3,5cm, độ dày thì hơn 4 ni một chút, gần 5 ni. Thì bạn nào mua hàng thì liên hệ trực tiếp với mình nhé. Ngoài lưỡi 24cm ra thì còn lưỡi 27cm nhé. Mình xin kết thúc video ở đây ạ.